Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình lại mới mua một con loa. Thì thực sự là để tìm được một cái loa mà nó phù hợp với cái sáo điện tử thực sự rất là khó các bạn ạ. Mình đã mua khá là nhiều loa. Loa ở phân khúc giá rẻ ấy, thì nó lại chỉ có thể xử lý được cho mình cái tiết tấu thôi. Chứ còn những cái chi tiết của âm thanh khi mà nó xuất ra ấy, nó sẽ bị vỡ là làm hỏng mất cái tiếng sáo điện. Còn những cái loa dòng loa cao hơn ấy thì mình có thử khá là nhiều. Như của hãng JBL này là mình có thử Partybook 100 hay dòng của Bose thì mình cũng hiện tại ở nhà mình cũng đang sử dụng một cái bộ loa dàn của Bose. Và Bose S1 mình cũng đã từng sử dụng cái con Bose S1 đấy, nó có vẻ là khá là phù hợp. Mình đang khi mà mình mua con này mình phân vân giữa cái con này. Đây là JBL Aeon One Compact. Và con của Bose S1 thì mình có trải nghiệm thử cái con Bose S1 đấy, thì với điều kiện ở trong phòng ấy thì cái bass của nó là hơi mạnh, còn ở bên ngoài thì con Bose S1 đấy lại rất ok, rất ngon. Và mình có trải nghiệm qua những cái dòng như của Samsung, dòng loa tháp của Samsung, hay là những cái dòng của Hackman mình cũng đã từng chơi. Và để chốt lại thì mình thấy là cái con này nó có tính đa dụng và cái âm thanh của nó đưa ra là tương đối ổn với cái giá tiền vừa phải và cái tính đa dụng nó cao ấy, thì mình thấy là cái con này và cái con S1 Pro là cái con ok nhất, Bose S1 Pro. Thì hôm nay mình mua cái con này bởi vì trong quá trình trải nghiệm thực tế thì mình thấy là cái con này nó có vẻ là nó nhỉnh hơn con S1 Pro, đâm ra là mình mua luôn. Thì đây là dòng JBL, con này ra mắt cũng tương đối lâu rồi. Có cái điểm hay của nó, đây là những cái điểm hay của nó này. Một là cái con này có thể sạc pin rất là nhanh, pin lithium. Thời gian chơi thì nó rơi vào tầm 12 tiếng. Nhưng mà mình nghĩ là 12 tiếng có vẻ là thông số này là trong cái điều kiện lý tưởng nào đó rồi. Thực tế sử dụng nó sẽ không đạt được cái con số này. Tất nhiên là dòng loa thì loa mới ra thì bao giờ cũng sẽ phải có Bluetooth, hay là có thể sạc ngược lại cho những thiết bị khác. Trọng lượng rất là nhẹ, chưa đến 8 cân các bạn. Đấy, và sau đó là những cái tính năng khác như là mình có app để sử dụng, cũng như là có cái bộ bàn mixer mình hoàn toàn có thể tinh chỉnh ở trên app luôn. Và có thể chơi cho guitar, có thể chơi cho hát, có thể cắm tai nghe, có màng loa 8 chấm. Rồi cái âm thanh mà nó có thể phát ra được là thấp nhất nó là 37.5Hz đến 20.000Hz. Xong rồi mức sai lệch này, có nghĩa là về cơ bản cái thông số thì mình thấy là nó rất ok. Và khi mà mua cái con JBL này thì mình còn được tặng thêm cả một cái túi để mang đi mang lại nữa. Túi này nó có cả cái quai đeo ở bên trong nhá, mình hoàn toàn có thể xách đi, xách lại được. Thì khi mà chơi với sáo điện tử thì cái này rất tiện. Mình có thể để ở nhà chơi cũng được, mang ra ngoài chơi cũng được, đi party chơi cũng ok luôn. Công suất của con này là 150W. Thì mình làm video để các bạn tham khảo cái dòng này. Bởi vì là mình đã chơi nhiều rồi thì có thể là với cái mức giá tiền là tầm 14 triệu thì mình thấy cái con này là cái con ok nhất. Còn những cái dòng mà nó cao hơn ấy thì mình không nói nhé, cao hơn chắc chắn là âm thanh nó sẽ phải tốt hơn. Đây. Đây các bạn có thể nhìn kích thước của nó rất gọn, nhỏ. Và đây là có pin, pin này có thể hoàn toàn thay thế được. Và đặc biệt là cái con này giống như là mọi cái loa thế hệ mới ấy, là nó là dòng compact, là dòng nhỏ gọn. Nhưng mà ngược lại ấy, thì cái tính năng của nó lại có những cái tính năng của những loa cao cấp của JBL ở đây. Thì bản thân cái loa này nó có khá là nhiều cổng vào. Ngoài cái cổng Bluetooth ra thì các bạn có thể nhìn thấy là đây là có hai cổng mic, một cổng line, một cổng aux và một cổng để xuất âm thanh ra bên ngoài. Ngoài ra thì có hai cổng USB 5V 2A và 5V 1A để cho phép mình sạc ngược lại những cái thiết bị khác như là điện thoại, iPad. Ngoài các cái cổng vào thì mỗi một cái cổng vào thì chúng ta cũng có thể hoàn toàn điều chỉnh được thông qua các cái hệ thống phím bấm ở đây. Ví dụ như là mỗi một cái, ví dụ cổng mic chẳng hạn, cổng mic 1 và cổng mic 2 thì chúng ta có thể là có những cái chế độ chuyển đổi qua lại giữa cổng mic và cổng line. Sau đó là còn có chế độ phantom. Phantom là chế độ cho phép chúng ta cắm những cái mic mà có cái nguồn điện cao, cái nguồn điện là 48V ấy, thì là nó hoàn toàn có thể sử dụng được cái mic
độ nhảy cao đấy thì chúng ta bật cái chế độ Phantom này ra là được. Và ngoài các cái chế độ đấy ra thì chúng ta mỗi một cái kênh này chúng ta đều chỉnh được âm lượng này, gain này, bass chép này và reverb. Thì đây là những cái tính năng cơ bản chúng ta có thể là sử dụng được ở trên cái loa này. Và tính năng nâng cao nữa thì chúng ta hoàn toàn có thể tinh chỉnh được ở trên cái chiếc điện thoại của chúng ta. Cái này nó rất là tiện. Các bạn có thể là tinh chỉnh cho cái mic 1 có thể là mic hát, mic 2 là sáo điện tử. Và các bạn lưu lại thì về sau chỉ cần bê cái loa này mang đi là sẽ ok ngay. Có thể là với cái tầm tiền này thì các bạn có thể có nhiều cái sự lựa chọn khác đến từ những cái hãng loa đến từ Trung Quốc. Nhưng mà về cơ bản thì mình không đánh giá cao lắm cái chất âm của những cái dòng loa đến từ Trung Quốc, và đặc biệt là dòng loa giá rẻ. Nên là các bạn có thể cân đối cái mức độ tài chính của mình, xem là nếu mà được thì hãy đầu tư một cái loa cho nó chỉnh chu để chơi với sáo điện tử nó được tốt hơn. Và những cái dòng loa thấp hơn ấy thì mình sẽ tiếp tục trải nghiệm để có thể giới thiệu cho các bạn những cái dòng loa thấp hơn. Còn dòng loa cao hơn thì mình thấy rằng là những dòng loa của Bose và những dòng loa của JBL, dòng loa đại đấy, nó sẽ cho ra cái âm thanh mình thấy là nó rất là ok. Đấy, bây giờ mình sẽ cắm cái sáo điện tử của mình vào và sau đó là trải nghiệm cho các bạn xem nhé cái âm thanh của nó. Mình sẽ thổi thử cho các bạn cái bài cắt đôi núi sầu để các bạn nghe thử cái âm thanh của nó. Bát cũng chắc, chép cũng chắc luôn. Đây là cái tiếng của cái loa JBL mà mình lựa chọn. Để ở nhà cũng được, để phòng trải nghiệm cũng ok. Xách đi mang lên cái ô tô là sẵn sàng đi mọi nơi, là có thể giao lưu được với rất là nhiều môi trường khác nhau. Đây là dòng loa nhỏ gọn. Mình nghĩ là trong một cái cuộc party khoảng tầm 10-20 người thì hoàn toàn có thể là ok. Còn những cái không gian mà nó có không gian lớn hơn nữa thì tất nhiên là cái này nó sẽ bị hơi bị loãng, thì các bạn có thể nhân đôi lên mua hai cái. Mình cũng là một trong những cái phương án mà mình thấy rất là hữu hiệu. Đây là con loa mình muốn giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay. Và một điều nữa là mình muốn giới thiệu cái loại loa này thôi, còn công ty mình thì sẽ không phân phối loại loa này nhá. Nên là các bạn có muốn mua thì các bạn có thể chủ động lên trên mạng tìm hiểu những cái bên đơn vị uy tín để các bạn có thể mua nó. Và những cái phụ kiện khác liên quan đến sáo điện tử như là sáo điện tử này, các loại loa mini hay là những cái thiết bị kết nối thì bên mình có cung cấp. Các bạn cần thì hãy liên hệ đến công ty mình, công ty trách nhiệm hữu hạn Vietcha Music, số điện thoại 0924 644 222. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào.